trẻ em và mạng xã hội là đề tài nghiên cứu của nhiều chuyên gia y tế trong những năm gần đây. Bên cạnh những lợi ích, có nhiều dấu hiệu cho thấy mạng xã hội cũng có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên. Sử dụng nhiều, nghiện mạng xã hội gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và các hành vi của trẻ. Nhiều bạn trẻ hiện nay dành quá nhiều thời gian để ôm điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội đến mức bị nghiện gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị thay đổi tâm lý dẫn đến trầm cảm nặng phải vào viện tâm thần chữa trị điển hình như trường hợp của một bệnh nhân dưới đây bố mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà khang ở nhà với bà nội được thoải mái dùng điện thoại và vi tính đầu năm nay người mẹ xin chuyển công việc về gần nhà để đưa đón và chăm sóc con xác định dồn mọi lực vào giúp đỡ khang thi đỗ trường chuyên thời gian này chị phát hiện con học hành sa sút không tập trung thường xuyên cáu giận mệt mỏi có xu hướng rút lui khỏi mọi hoạt động xã hội một lần vô tình kiểm tra điện thoại, người mẹ phát hiện Khang tham gia vào các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội, thường xuyên chat online với các ngôn ngữ tục tiếu. Đặc biệt, lịch sử truy cập xuất hiện rất nhiều nội dung dạy cách tự làm đau, các thử thách gây hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Khi gia đình tịch thu điện thoại, Khang đã phản ứng, thậm chí là đòi tự tử. Đến bệnh viện tâm thần Mai Hương vào đầu tháng 6, nam sinh tâm sự với bác sĩ, thích xem hình ảnh tai nạn, chảy máu vì dễ chịu, thư giãn, thêm rằng không thể rơi bỏ mạng xã hội qua khám và làm các xét nghiệm khang được chẩn đoán mắc hội chứng nghiện mạng xã hội trầm cảm nặng phải nhập viện điều trị nội trú cũng nghiện mạng xã hội năm ngoái con gái 16 tuổi của chị hồng ở thanh xuân hà nội cũng đã phải nhập viện vì rối loạn lo âu chỉ sau một tháng nghỉ hè người mẹ kể cô bé có thói quen ôm điện thoại lúc ăn ngủ và cả đi tắm em thường xuyên thức khuya lướt mạng đến khi ngủ thiếp đi về mệt xong chỉ cần nghe chuông báo từ điện thoại nữ sinh nhanh chóng bật dậy để mở xem Nhận thấy con lạm dụng mạng xã hội, chị yêu cầu con chỉ được dùng điện thoại mỗi ngày 3 giờ. Bị giới hạn thời gian, con luôn vung văng khó chịu, thường xuyên lấy máy chơi lúc tôi không có ở nhà. Chị kể, dần dần, nữ sinh đã sụp cân nhanh chóng, tự nhất mình ở trong phòng và thường nghe thấy tiếng mắng chửi bên tai. Chị đưa con đi thăm khám, nhận chẩn đoán bị trầm cảm với triệu chứng loạn thần, phải điều trị thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý, không can thiệp tiếp xúc điện thoại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới về nghiện là một tình trạng phụ thuộc định kỳ hoặc mãn tính vào các chất hoặc hành vi. Đặc trưng của trạng thái này là việc không thể kiểm soát được hành vi nhiều lần, bất chấp những tác động và hậu quả tiêu cực, nhằm đặt mục đích giữ cho con người ở trạng thái vui vẻ ngay lập tức hoặc giảm cảm giác khó chịu. Nghiện mạng xã hội cũng được biểu hiện bằng việc bạn luôn quan tâm hoặc liên tục sử dụng mạng Internet. Nhu cầu dùng sẽ ngày càng gia tăng, không thể chịu được nếu không có mạng luôn buồn ủ rũ chán nản khi không được dùng điện thoại và mạng xã hội sử dụng mạng như một biện pháp để thoát khỏi các vấn đề của bản thân chỉ cắm mắt vào điện thoại ít tiếp xúc với mạng người là hình ảnh thường thấy ở nhiều bạn trẻ hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh ít quan tâm chỉ thấy khi con em mình có những biểu hiện khác thường mới táng ngửa ra bác sĩ lê thị thu hà viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai cho biết nghiện mạng xã hội đặc biệt là mạng xã hội facebook tiktok có ở mọi lứa tuổi giới tính Hàng đo nghiên mạng xã hội do các nhà nghiên cứu người Na Uy phát triển bao gồm 6 câu hỏi. Nếu bạn trả lời thường xuyên từ 4 đến 6 câu, cho thấy bạn đã bị nghiện Facebook và mạng xã hội. Thứ nhất, bạn dành nhiều thời gian suy nghĩ về mạng xã hội hoặc lên kế hoạch sử dụng nó. Thứ hai, bạn luôn cảm thấy có một sự thúc dục để sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều hơn. Thứ ba, bạn luôn sử dụng mạng xã hội để quên đi những vấn đề cá nhân. Thứ tư, bạn sẽ cố gắng cắt giảm việc sử dụng mạng xã hội mà không thành công thứ năm bạn sẽ trở nên buôn chôn hoặc gặp các vấn đề về rắc rối nếu bị cấm sử dụng mạng xã hội và điện thoại bạn sử dụng mạng xã hội rất nhiều đến nỗi nó đã tác động tiêu cực đến công việc và học tập của bạn bác sĩ cho rằng hậu quả của việc nghiện mạng xã hội có thể gây ra trầm cảm tâm thần phân liệt khi lạm dụng điện thoại mạng xã hội nhiều bạn trẻ không còn quan tâm đến cuộc sống chỉ còn quan tâm đến thế giới ảo dối loạn ăn uống dối loạn giấc ngủ làm trầm trọng thêm các dấu hiệu về bệnh tâm thần hiện chưa có một loại thuốc nào để điều trị nghiện mạng xã hội mà chỉ có các biện pháp can thiệp về tâm lý để bệnh nhân ngừng sử dụng đó. Tiến sĩ bác sĩ Tô Thanh Phương, phó giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương một cảnh báo, tình trạng nghiện điện thoại, nghiện mạng xã hội Facebook, TikTok có thể gây biến chứng nguy hiểm, dễ dẫn tới mắc vấn đề về trầm cảm. Khi thấy con em có những dấu hiệu như sử dụng mạng xã hội quá nhiều trong một thời gian dài, hay trốn học, hay nói dối, lười vệ sinh cá nhân, hay có gắt, căng thẳng, sống khép kín, không tiếp xúc, giao lưu với mọi người, các bậc phụ huynh cần phải theo dõi con em mình sát sao, có những giải pháp hạn chế dân sử dụng điện thoại để tránh những hậu quả đáng tiếc. Mạng xã hội đẩy người ở gần ra khoảng cách xa hơn. Tiếp xúc với các bậc phụ huynh có con cháu đang chữa trị bệnh trầm cảm do nghiện mạng xã hội tại Bệnh viện Tâm thần chuồng 1, phần lớn họ đều ngại cung cấp thông tin cho báo chí. Đưa con vào viện tâm thần để chữa bệnh, gia đình tôi đã phải giấu mọi người, bạn bè. Ngay cả với con gái tôi cũng rất sợ bạn bè thấy cô ở trường biệt chuyện. Các bậc phụ huynh chia sẻ rằng, ai cũng nghĩ đến việc vào viện tâm thần chữa bệnh là rất sợ rồi. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Kim Quý, trường phòng tham vấn trị liệu trẻ em, Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cũng cho biết. Có gia đình biết rõ con mình nghiện nhưng chỉ cấm đoán tự chữa trị ở nhà vì sợ điều tiếng. Ở Việt Nam, cai nghiện cho những nhóm đối tượng nghiện điện thoại, mạng xã hội giống như bắt cóc bỏ đĩa. Khi chưa có trung tâm riêng, thường chữa trị ở các khoa thần kinh tại các bệnh viện đội ngũ bác sĩ chuyên môn còn thiếu thường bác sĩ vừa chữa trị tâm thần trầm cảm kia luôn chữ nghiện điện thoại mạng xã hội theo các chuyên gia việc lạm dụng mạng xã hội nói riêng và internet nói chung sẽ khiến trẻ mất tập trung ảnh hưởng tới não bộ và giảm trí nhớ giảm suốt thể chất của trẻ sẽ gặp rất nhiều với vấn đề rất vào tình trạng rối loạn giấc ngủ thậm chí nghiện mạng xã hội có thể khiến tâm trạng của trẻ luôn trở nên bất ổn rơi vào trạng thái trầm cảm rối loạn hành vi một số nghiên cứu cũng đã liên kết việc sử dụng mạng xã hội với mức độ trầm cảm lo lắng và cô lập theo đó, những đứa trẻ nghiện mạng xã hội có nguy cơ bị trầm cảm nhiều hơn gấp 2 lần so với những trẻ ít sử dụng mạng xã hội hơn. Trong đó, trẻ em từ 10 tuổi hoạt động trên Internet, các tài khoản mạng xã hội có thể bị ảnh hưởng tiêu cực sau tuổi dậy thì, và có lẽ ở cả độ tuổi trưởng thành. Thậm chí các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những gì mà chúng ta thấy trên mạng xã hội có thể dẫn ra chúng ta tới một quyết định kém và tạo ra những thói quen gây nguy hiểm, Ngoài ra trên mạng xã hội có thể khiến cho trẻ em không hài lòng với cơ thể của mình, dẫn tới chứng rối loạn ăn uống và trầm cảm. Có những trẻ em sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt nạt trực tuyến đúng lúc não bộ đang trong giai đoạn phát triển cơ quan quan trọng. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, 95% thanh thiếu niên tại nước này đang sử dụng mạng xã hội. Có tới 1 phần 3 trong số này sử dụng với tần suất liên tục. Các nghiên cứu tại Mỹ cũng đã chỉ ra rằng Trẻ em đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần ở giới trẻ và mạng xã hội, một trong những tác nhân quan trọng gây ảnh hưởng đến đời sống. Các bậc phụ huynh cũng cần phải thiết lập các khu vực không sử dụng mạng xã hội tại nhà để thúc đẩy khả năng giao tiếp cũng như giáo dục trẻ em sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh và có trách nhiệm. Các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra báo cáo được đưa vào thời điểm các nhà chức trách Mỹ cũng đang nỗ lực tìm cách quản lý việc sử dụng mạng xã hội và hạn chế những tác động xấu của mạng xã hội đối với giới trẻ. Có thể thấy rằng, lợi ích của mạng xã hội trong đời sống hiện đại gần như không thể phủ nhận. Với khả năng kết nối mọi người mọi lúc mọi nơi, mạng xã hội đã trở thành một kênh giao lưu trao đổi thông tin hữu hiệu, hiệu. Đây cũng là một không gian để mọi người có thể chia sẻ kiến thức và những tin tức cập nhật hàng ngày, là một môi trường nhanh nhạy để cập nhật những xu hướng thay đổi từng ngày của xã hội. Mạng xã hội cũng là nơi để mọi người có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm cá nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, Mạng xã hội cũng có rất nhiều những tác hại mà nếu như người dùng không biết cách sử dụng hoặc không chủ động kiểm soát được những thông tin, có thể bị quấn theo những thông tin tiêu cực, rắc rối, thậm chí sẽ để lại hậu quả khôn lường. Với trẻ em là nhóm đối tượng sẽ bị tổn thương nhất bởi những tác động tiêu cực này. Theo các chuyên gia, việc lạm dụng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung sẽ khiến cho trẻ em mất tập trung, ảnh hưởng tới na bộ và giảm trí nhớ. Bên cạnh đó, rất dễ dẫn tới rối loạn giấc ngủ thậm chí nghiện mạng xã hội có thể khiến tâm trạng của trẻ trở nên bất ổn, rơi vào tình trạng trầm cảm và rối loạn hành vi.